Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề có thể đó là liên quan tới thời sự có thể là những vấn đề quý vị quan tâm trên mạng xã hội và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử đó là cái chủ đích của chương trình mà đặc biệt mỗi cuối tuần của chúng ta và trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay thì phong lại phải nói một vấn đề mà quý vị đã nhắc rất nhiều ở trên cái live stream của phong về việc mà công ty sản xuất xe tại Việt Nam Vinfast đã chở một số xe qua bên Mỹ với những lời quảng bá rầm rộ và nhiều người đã đặt câu hỏi với những cái loại xe của công ty này thì quý vị trong thời gian qua phong quan sát thì nhiều người đặt câu hỏi về vấn đề an toàn của xe về vấn đề gọi là bảo hiểm nào xe bán rồi à, mức độ mà cả, các cái cơ quan của Hoa Kỳ như là Bộ Giao thông Vận tải vân vân sẽ kiểm soát như thế nào vân vân và vân vân thì quý vị trước khi mà công ty này đưa xe của họ qua Mỹ thì tôi nghĩ rằng họ đã trải qua hết tất cả những cái này có nghĩa là những câu hỏi quý vị đặt ra về mức độ an toàn bảo hiểm cho tới nhà băng tài trợ họ đã làm việc với lại các cái à, à, cơ quan của Hoa Kỳ trước khi mà họ được chấp thuận và xe của họ được đưa vào Hoa Kỳ. Do đó những câu hỏi quý vị đặt ra thì nó có vẻ hơi thừa đối với một công ty gọi là sản xuất xe. Tuy nhiên trong ngày hôm nay tôi lại đưa ra một cái nhìn khác cho quý vị thấy là dù có tới Hoa Kỳ thì cũng chưa chắc họ bán được tại Hoa Kỳ. Ngoại trừ một số những thành phần mà gọi là à, mua một vài chiếc để mà gọi là khoe khoang và gọi là bày tỏ sự ủng hộ cho hàng Việt Nam hay là một số những kẻ gọi là công bọc không ăn lương của nhà nước Cộng sản Việt Nam có thể mua xe này. Thì quý vị để ở đây tôi phân tích cho quý vị thấy rõ về cái thị trường của Hoa Kỳ. Mà cái quy tắc thị trường của Hoa Kỳ thì nó đòi hỏi rất nhiều thứ mà trong đó chưa chắc là họ sẽ phải bán được xe và nói không chừng quý vị còn lỗ sặc máu luôn nữa. Ok quý vị. Thứ nhất là trong những cái vấn đề quý vị đặt ra là những chiếc xe này à, có an toàn hay không hay là đã được giấy phép của bộ giao thông vận tải hoa kỳ hay chưa rồi à, công ty bảo hiểm nào sẽ bán hay là à, à, những cái chi tiết khác đi quý vị thì ở đây những cái điều này khi mà họ sản xuất một món hàng qua hoa kỳ có lẽ về mặt giấy tờ họ đã được xác nhận hết rồi họ đã được xác nhận trước khi mặt hàng của họ được nhập vào hoa kỳ Tại vì các cái cơ quan kiểm soát này họ kiểm soát rất chặt chẽ. Do đó họ vượt qua được cái này, họ được nhập vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên điều đầu tiên, họ nhập vào Hoa Kỳ với mức thuế như thế nào? Đó là một vấn đề. Mặc dù rằng cái giá bán của họ có thể rẻ hơn gấp và uh, phân nửa hay một phần ba so với giá bán của VinFast trong Việt Nam. Nhưng mà quý vị, họ nhập cản vào Hoa Kỳ mức thuế như thế nào? Mức thuế sẽ dựa trên tất cả những cái uh, Nguyên liệu từ cái chiếc xe này Tôi lấy ví dụ Quý vị còn nhớ cách đây 1 năm 2 năm Thì à, Hoa Kỳ đã đánh thuế Vào mặt hàng Trung Quốc đặc biệt là Thép và nhôm tức là kim loại Lên tới 456% Cho tất cả các thuế thép và kim loại Xuất phát từ Việt Nam và Trung Quốc Thì quý vị Những cái phụ tùng nằm trong chiếc xe này Sẽ phải chịu cái mức thuế nguyên liệu đó Tại vì phụ tùng của xe VinFast là tất cả được sản xuất từ Trung Quốc. Máy móc họ có thể nhập cản từ Đức. Nhưng mà phụ tùng trong xe và tất cả những cái hệ thống trong xe đều là từ Trung Quốc. Từ những cái bộ phận về thắng hay là những cái đồ phạt ở trong xe đó, những cái phụ tùng đó đều sản xuất từ Trung Quốc. Và nguồn thép, nhôm hay là kim loại từ Trung Quốc sẽ bị đánh thuế lên tới 456%. Thì quý vị, thứ nhất là vì cái mức thuế này, xe VinFast sẽ có bán rẻ hơn xe Hyundai hay là xe của Nhật hay là xe của Đức hay là xe của Pháp vân vân Rất rõ ràng. Rất rõ ràng cái mức đầu tiên là mức thuế đánh vô. Đó là lý do tại sao mà xe điện của Trung Quốc sản xuất có Trung Quốc tới tới 4 năm là loại xe sản xuất xe điện và có những công ty xe điện của Trung Quốc hợp tác luôn với hãng xe Ford của Hoa Kỳ. Nhưng họ cũng không bán được trong thị trường của Hoa Kỳ bởi vì lỗ. Do cái mức thuế thép và nhôm và kim loại đánh vào mặt hàng của Trung Quốc quá nặng. Do đó, xe của Trung Quốc sản xuất chỉ chạy ở Trung Quốc, không chạy được trong thị trường của Hoa Kỳ. Bởi vì cái mức thuế quá cao. Và do chính sách từ thời của ông Trump cho tới bây giờ Joe Biden đều bảo hộ cho cái ngành thép, kim loại và nhôm của Hoa Kỳ. Do đó quý vị, thứ nhất là cái mức thuế của họ bị đánh vào trong cái uh, mặt hàng này rất nặng. Do đó, giá bán của họ không rẻ hơn những xe của những quốc gia khác, trong đó có xe của Hyundai, xe của Nhật, xe của Hoa Kỳ vân vân. Ok quý vị, đó là điều thứ nhất mà tôi cho quý vị thấy là về cái mức nhập cản đó quý vị. Rồi, bây giờ bước qua điều thứ hai. Thường thường dân Mỹ đi mua xe đó, họ căn cứ vào bản record và cái bản report hàng năm của các loại xe trên thế giới. Thì quý vị, những chiếc xe mà người dân Mỹ ưa chuộng nhất từ xưa tới bây giờ, được dân Mỹ ưa, ưa, ưa chuộng nhất từ xưa tới bây giờ, nếu đi xe Mỹ thì cái máy móc của nó dễ sửa tại máy của xe Mỹ rất đơn giản, rất dễ sửa. Và thời gian khoảng 10 năm, 20 năm sau này đó, thì xe Mỹ họ chế tạo gọn nhẹ lại không có cồng kềnh như ngày xưa nữa cái dấp dáng nó đẹp hơn thì xe mỹ người ta chuộng là bởi vì nó dễ sửa đó là điều thứ nhất điều thứ hai là họ dựa trên cái bảng ra report hàng năm của cái car association nó gọi là international car association tức là hiệp hội sản xuất xe quốc tế thì cái vị hiệp hội này mỗi năm đều đưa ra bản báo cáo họ chọn ra 10 hãng xe được xếp hạng đứng đầu bảng tức là top 10 của thế giới. Thì khi mà người dân Mỹ đi mua xe, họ dựa trên cái bảng này. Thì quý vị thông thường là quý vị thấy là Honda, Toyota hay là uh, for những cái chiếc xe mà nổi tiếng đó là những hãng xe nổi tiếng nằm trong top 10. Và mấy năm nay khoảng 10 năm nay đó thì xe Hyundai của hàng, của năm hàng cũng lọt vào top 10. Tại sao lọt vào top 10? Thứ nhất là giá cả phải chăng. Thứ hai là mức độ an toàn. Thứ ba là tiết kiệm năng lượng. Thứ tư là ngoại hình của những chiếc xe này. Thì quý vị, nó đủ bốn yếu tố này. Thì nó sẽ được xếp vào trong cái danh, danh, danh sách gọi là top 10. Thì gần như mỗi năm các hãng của Toyota hay Honda đều đứng đầu. Đứng đầu trong top 10. Thì quý vị, năm hàng lọt vào được trong cái danh sách này luôn. Tức là 10 hãng xe sản xuất trên thế giới. Thì người dân Mỹ họ đi mua xe họ dựa trên cái bản báo cáo của International Car Association và thứ hai là cái đánh giá của E, tức là một cái, uh, cái 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 một cái một cái công ty độc lập chuyên môn đánh giá về cái lượng du lịch bằng xe cổ ở trên đường phố giá xăng giá năng lượng vân vân và mức độ an toàn của chiếc xe rồi uh, cái uh, giá cả phải chăng của chiếc xe do đó khi mà nói là chở qua Mỹ nhưng bán được ở Mỹ hay không lại là một chuyện khác là như vậy. Là bởi vì người dân Mỹ thì chuộng mới lắm. Cái gì mới là họ chuộng lắm. Nhưng mà họ chuộng trên cái tính cách căn cứ trên những cái record trên thế giới. Chứ không phải là thảy đồ mới vô là họ dùng. Đồ mới nhưng mà có một cái chỗ đứng vững chắc trên cái thế giới đó. Thì họ mới dùng. Quý vị thấy là hãng Nhật không đó. Trên dưới là mười mấy hai chục hãng xe. Đức cũng trên dưới mười mấy hai chục hãng xe. Chưa kể một số hãng của Âu Châu. Rồi Mỹ thì quý vị thấy rồi đó. Hai chục cái hãng xe. Thì quý vị, khi mà nhập cảng vào Mỹ bằng cái thị trường xe hơi đó, thì quý vị sẽ cạnh tranh rất khốc liệt. Đó là cái phần thứ hai. Tôi nói về cái tâm lý đi mua xe của người mua xe. Các cái dealer xe, họ luôn giới thiệu đầy đủ là cái xe này rating đứng hàng thứ mấy ra sao để họ có thể mua và họ báo cho khách hàng họ biết là mức độ an toàn, giá cả, nhiên liệu cho tới cái ngoại hình của chiếc xe. Thì quý vị, đây là cái đánh giá thứ hai của dân Mỹ. Thì VinFast lại không nằm trong danh sách này. Cho nên chưa chắc có cửa bán tại Hoa Kỳ. Chưa chắc dân Mỹ đã biết được tới xe VinFast nữa. Ok quý vị, điều thứ ba muốn bán được trong thị trường Hoa Kỳ thì phải đi ngang cái thị trường quảng cáo. Ở Mỹ này quý vị, tất cả các hãng xe chi tiền nhiều nhất là quảng cáo. Quý vị mà mở các đài truyền hình Mỹ, quý vị mở YouTube lên, quý vị mở những cái nét những cái platform lên đó, hoặc là những báo chí, những trang báo quý vị dở ra đó, hầu hết là các hãng xe đều quảng cáo. Các hãng xe đều quảng cáo rất mạnh từ ở địa phương lên tới cấp Tiểu bang cho tới cấp của liên bang luôn. <laughs> tiền quảng cáo họ chi ra đó là không dưới 500 triệu Mỹ Kim cho một năm. Không dưới nha quý vị. Ví dụ như là hãng Hyundai để tạo được chỗ đứng tốt sau khi mà họ có cái phẩm chất chiếc xe tốt rồi. Tức là lọt vào top 10 rồi. Họ chi 1 tỷ Mỹ Kim tiền quảng cáo. Họ chi 1 tỷ Mỹ Kim tiền quảng cáo quý vị để mà quảng cáo xe của họ ở trên tất cả các cái hệ thống truyền thông của Hoa Kỳ, từ TV, radio, báo chí, website cho tới những cái mạng xã hội như là social media như là YouTube, Facebook, Google hay là Amazon hay là Twitter vân vân. Họ chi cái tiền quảng cáo tới 1 tỷ Mỹ kim. Để người dân có thể nhìn thấy được. Đó là cái điều thứ hai mà tôi các nghĩa là cái điều thứ ba chứ quý vị là tôi các nghĩa cho quý vị thấy muốn bán trong thị trường của hoa kỳ không phải dễ dàng còn không chi một đồng quảng cáo nào thì chả ai biết tới hết chả ai biết tới hết kiếm một vài người mà gọi là vlog hay là podcast đi review mấy chiếc xe đó nó chả ảnh hưởng gì nhiều ảnh hưởng lớn nhất vẫn là những cái đài truyền hình mỹ vẫn là những tờ báo lớn nhất của nước mỹ vẫn là những cái đài radio phổ thông nhất ở nước Mỹ. Hệ thống quảng cáo này cứ bị chia lên cả đó quý vị thấy Hyundai để lọt vào được và để có được cái uh, giá trị của nó. Thì quý vị họ phải chi cả tỷ Mỹ kim. Đó là cái điều thứ ba mà tôi cho thấy là khó bán trong thị trường Hoa Kỳ. Rồi, điều thứ tư. Điều thứ tư mà VinFast sẽ không bán được trong thị trường Hoa Kỳ là bởi vì họ đi về ngành xe điện. Thứ nhất là quý vị, công ty đứng đầu thế giới bây giờ sản xuất xe điện là công ty Tesla. Mà ngay cả Tesla bây giờ còn phải recall một số những cái xe mà bị thiếu an toàn về nhu liệu. Tại vì đi xe điện điều khiển bằng nhu liệu. Thì quý vị, các công ty khác bắt đầu tiến hành sản xuất xe chạy bằng điện nhưng họ gặp trở ngại cái bình điện. Cái bình điện của Tesla bây giờ quý vị chạy được 319 dặm tức là không đi đường xa được bằng từ chỗ của tôi lên tới Las Vegas là hết rồi không lái lừa lên được San Jose luôn tại vì từ đây lái lên San Jose là 399 dặm trong khi cái bình điện của xe Tesla chỉ có 319 dặm thôi tức là một bình điện đó không chạy được đường xa nó chỉ chạy được gần gần mà thôi đó là cái của Tesla như vậy công ty sản xuất xe hàng đầu điện hàng đầu trên thế giới và cái bây giờ nước Mỹ này cũng có một mình Tesla chạy bằng điện thôi. Còn những công ty khác vẫn chạy bằng hai loại. Thứ nhất là loại chạy bằng xăng. Thứ hai nó gọi là hybrid. Hybrid là cái xe nửa xăng nửa điện. Thì quý vị, loại hybrid này là cái loại mà nó phổ thông 10 năm nay rồi. Nó trở nên phổ thông 10 năm nay rồi. Bây giờ các công ty như là Ford hay là Chevrolet hay là Toyota hay là Honda bắt đầu chuyển hướng sản xuất qua xe điện. Nhưng trở ngại của họ là bình điện. Bởi vì cái chất lutium này là Trung Quốc nắm 70% thị phần. Họ chưa muốn làm việc nhiều là bởi vì họ chưa xác định được cái nguồn nguyên liệu đến đa dạng hơn. Thay vì tập trung vào chất lutium mà Trung Quốc kiểm soát 70% trên thế giới trong lúc Hoa Kỳ đối đầu với Trung Quốc trong vấn đề kinh tế và giảm dần cái phải lệ thuộc nguyên liệu vào vào Trung Quốc. Do đó quý vị, các công ty rất chậm rãi trong vấn đề này thì quý vị chạy bằng xe điện tức là sản xuất xe điện qua Mỹ mà thì quý vị người ta vẫn tin Tesla hơn và dân Mỹ bây giờ thói quen chạy xe điện chưa có ngoại trừ California là cái nơi quý vị thấy Tesla nhiều nhất ra hay là Texas gần có nhiều tiểu bang khác lâu lâu quý vị mới thấy một chiếc Tesla có nghĩa là dân Mỹ vẫn quen chạy xe bằng năng lượng truyền thống tức là xe xăng Mặc dù Joe Biden đã áp dụng chính sách gọi là sử dụng năng lượng sạch, nhưng mà không có work. California cũng ký luôn, 2035 là chấm dứt xe xăng. Nhưng mà quý vị, các hãng lớn họ vẫn dậm chân tại chỗ. Họ vẫn chưa sản xuất xe điện. Even cái version của năm 2023. Hôm nay là tháng 12 của năm 2022 rồi. Thì quý vị, thông thường xe của mùa năm 2023 đã được tung ra thị trường. Thì quý vị thấy được bao nhiêu chiếc xe điện các của các hãng từ những hãng Đức, hãng Nhật cho đến hãng Mỹ. Do đó, nếu mà muốn hội nhập vào thị trường của Hoa Kỳ thì càng khó hơn, nhất là lĩnh vực xe điện. Cho tới giờ quý vị, nhiều đứa em đứa cháu tôi trong trong cộng đồng mua xe điện của Tesla cuối cùng trả lại hoặc là bán cho người khác bởi vì không quen điều khiển không quen điều khiển cái màn hình do đó cái vị xe điện là một cái xu thế nhưng nó không có hấp bình bây giờ đó là cái điều mà tôi nói rằng là vinfast sẽ khó bán được trong thị trường hoa kỳ tôi không nói tới những mặt khác nha những cái mặt mà được approve đó rồi điều thứ tư điều thứ năm là gì cái vị bán được đi nhưng lỡ có trở ngại phụ tùng ở đâu để thay nếu nhập cảng từ trung quốc qua hay từ việt nam qua sẽ bị đánh cái thuế thép và khi bị đánh thuế như vậy giá cả phụ tùng không rẻ nó mắc hơn những cái hãng xe khác nữa thì quý vị đây là cái điều mà người dân mỹ rất lo ngại ví dụ như tôi muốn chi, tôi mua chiếc xe mới chiếc xe mới thì à, hãng Mercedes nó cho tôi bình cái nhớt lên tới 10.000 mai. Lúc trước nhớt chỉ chạy được có 5.000 mai hay 3.000 mai thôi là phải thay. Bây giờ nhớt là 10.000 mai. Thì quý vị, đó là cái xu hướng đi. Thì bây giờ, cái xe của VinFast sẽ có những cái hỗ trợ gì? Và khi nhập cản những cái phụ tùng đó vô, hay là những cái loại nhớt đặc biệt đó vô, họ phải chịu cái mức thuế rất cao. Như vậy thì cái người đi sửa xe hay là maintenance chiếc xe đó phải chịu cái giá cao hơn so với những hãng xe khác. Và những hãng xe nổi tiếng nổi tiếng có sẵn rồi thì chưa chắc là VinFast đã được mua. Và cái kế tiếp là bãi đậu. Quý vị, chở hàng ngàn chiếc xe qua bãi đậu nằm ở đâu? Tiền mướn bãi đậu ở Mỹ không rẻ mướn một cái bãi để chứa tất cả những chiếc xe này không rẻ và phải bảo trì cho nó nữa khi mà khách hàng mua đó là nó phải giống như mới zero mile. và nó phải sạch sẽ tất cả mọi thứ những cái service này đó quý vị nó tốn rất nhiều tiền và cái tiền quảng cáo giống như tôi nói tối thiểu là 500 triệu Mỹ Kim một năm tiền quảng cáo cho tất cả hệ thống truyền thông ở trên toàn quốc và chưa kể social media vân vân thì quý vị Để đạt được cái này Các hãng xe họ lớn Toyota, Honda, Hyundai Họ đã có một cái bề dày rồi Và các hãng xe Đều có công ty tài chính riêng của họ Ví dụ như là tôi mua xe của Toyota Thì bao gồm Lexus hay là Camry hay gì đó Thì cái công ty finance đó là Toyota Financial Service Hay là tôi mua xe của hãng xe Đức Mercedes thì Mercedes lại có cái Mercedes Financial Service tức là họ có công ty tài chính riêng của họ để tài trợ họ có cái môn bài riêng để mà tài trợ cho người mua xe trả góp trường hợp những cái dealer xe độc lập cũ họ mới chạy ra những ngân hàng ví dụ như là của US Bank, của Citibank Bank, của Wells Fargo hay của Bank of America. Thì quý vị, những cái dealer xe hay là những cái công ty xe độc lập đó họ phải đi ngang các cái ngân hàng này còn những công ty lớn sản xuất xe đó như Toyota, Mercedes, Honda hay là Chevrolet hay là Ford đó quý vị họ đều có công ty tài chính riêng của họ để cho vay thì quý vị Vinh Phát làm gì có công ty tài chính ở đây mà cho vay phải đi ngang các ngân hàng mà đi ngang các ngân hàng thì cái tiền cái điều kiện họ đặt ra rất là khó khăn và cái phân lợi cao ví dụ ở đây credit tôi tốt tín dụng tôi tốt tôi có thể mua chiếc xe với phân lợi là 1.99% trong 10 trong 12 tháng nhưng mà nếu đi ngang những cái ngân hàng gọi là private lender nhưng mà không phải là nằm trong kỹ nghệ xe đó quý vị quý vị có thể mua xe lên tới 17% một một năm tức là cái phân lợi của ngân hàng lên tới 17% một năm Even quý vị có cái tín dụng tốt thì cũng là 12%. So với Toyota, so với Honda, so với lại à, hãng xe Ford vân vân Nhiều khi họ cho không luôn. Phân lợi là 0% luôn. Tùy theo cái mùa họ sell. Thì phân lợi 0% tức là tôi không cần trả tiền lợi. Chiếc xe tôi mua tôi trả góp 5 năm. Thì quý vị, họ có nhiều chương trình để kích thích người ta mua xe vinh phát có hay không không có luôn đúng chưa do đó những cái quảng bá những cái tuyên truyền hay là những cái trò mà khoe khoang đó thì quý vị chỉ có những người ở mỹ mới hiểu được cuộc sống thực tế ở mỹ và mới biết được cái cách đi mua xe của người mỹ mới biết được cái khẩu vị của người mỹ mới biết được những quy định của người mỹ thôi còn từ bên ngoài nó muốn quảng bá cái gì nó quảng bá nó là trời là đất gì, chuyện của họ nhưng mà thực tế tại sao quý vị tin vào những cái quý vị thấy ở California không thì quý vị thấy là xe của Nhật nhiều California là cái nơi đa dạng xe nhất 40 triệu dân Nhưng gần 100 triệu chiếc xe thị trường của California là đa dạng nhất đó quý vị thì quý vị thấy xe Nhật rất là nhiều lý do là bởi vì cái rating của họ ở trên cái uh, International Car Association và cái recommend của AAA. Họ vẫn recommend, họ vẫn đề nghị là những cái loại xe này giá cả vừa vừa túi tiền của người dân. Và đồng thời là có được cái tiết kiệm nhiên liệu rồi uh, mức độ an toàn. Thì quý vị, họ trải qua họ đã giữ được cái rating này rồi. Không dễ gì họ thay đổi đâu không dễ gì họ thay đổi đâu còn nếu quý vị qua những cái tiểu bang miền nam thông thường họ chạy xe mỹ thông thường ở những tiểu bang miền nam tại xe mỹ xe mỹ nhiều nhất và bên cạnh đó thì cái xe được ưa chuộng nhiều nhất ở những tiểu bang miền nam lại là xe truck ngay cả bạn trong nhà của tôi đó tôi cũng qua tới texas tôi cũng phải mua một chiếc xe truck tại vì ở những nơi này lục lội nhiều mưa nhiều mình cần cái xe cao và bánh nó cao lên cái nhíp nó nó dễ hơn để mình có thể chà mình có thể vượt qua được những cái chỗ bị ngập lụt là điều thứ nhất. Điều thứ hai là những tiểu bang miền Nam là nông trại nhiều. Họ chạy xe vào trong các cái nông trại đó quý vị. Mà đất bùn, đất sình, đất lầy đó là cần four wheel drive, tức là bốn cái bánh xe nó đều có động cơ hết. Thì nó mới chạy nổi. Thì thường thường quý vị qua những tiểu bang từ ở uh, New Mexico nè, rồi Arizona nè, Texas nè, Louisiana, Mississippi nè, Florida nè, rồi ở Georgia, ở uh, South Carolina, ở Oklahoma, ở tại uh, Arkansas nè quý vị. Quý vị thấy những tiểu bang này á, nhà nào cũng có chiếc xe trót hết. Dù cũ hay mới. Dù cũ hay mới đều có xe trót hết. Bởi vì ở những tiểu bang này, là những tiểu bang mà đất nông nghiệp họ thông dụng nhất là những cái xe truck do đó quý vị khoe khoan cho lắm thì bán ở đâu đó là chưa kể nếu mà chỉ bán trong cộng đồng người Việt đó thì còn chết nữa tại vì người Việt có thói quen là hàng hiệu Vinh phát không phải hàng hiệu thứ nhất thứ hai nó còn cái cái ý nghĩa chính trị nữa tức là những gì đến từ xứ cộng sản, người Việt đều e ngại hết. Thứ nhất là họ quen những cái hiệu lớn rồi. Mercedes, Audi là xe Đức hay là Lexus xe Nhật. Đúng không? Hay là Acura là những cái xe hàng hiệu của những cái hãng này. Còn nếu mà cao hơn nữa, chơi sang hơn nữa thì Lincoln, Cadillac. Đó là xe hàng hiệu đó các vị. Còn nếu bình dân, họ chạy Camry, họ chạy uh, Toyota Tundra tức là xe trucks đó, rồi họ chạy uh, Honda Civic hay là họ chạy các cái chiếu Odyssey là xe van. Thông thường ở Mỹ gia đình có gia đình nhiều thì chạy xe van. Thì quý vị, SUV là cái sở thích bây giờ đương thời. Tức là xe mà à, nó gọi là uh, sport unique và Haiko đó nó gọi là SUV đó. Thì quý vị, nó chỉ là chiếm phần không lớn lắm. Tại vì nó vừa vừa mang tính chất xe gia đình, nó vừa mang tính chất xe van. Thì thời gian này nó thông dụng. Nhưng mà giống như tôi nói là họ chọn những hãng nào nổi tiếng, ngay cả tôi Hyundai nghe quý vị nằm trong danh sách top 10 của thế giới đó. Mà tới ngày hôm nay tôi chạy xe ở Mỹ mấy chục năm rồi, tôi chưa đụng tới chiếc Hyundai bao giờ cả. Ngay cả đi mướn xe ở trong các cái hãng xe như là enterprise thì tôi cũng kiếm xe mỹ hoặc xe nhật chứ ít khi nào tôi đụng đến xe khác lắm hãng mà đưa xe khác tôi cũng từ chối tôi không muốn lấy thì quý vị đây là thực tế do đó những cái quảng bá những cái trò gọi là tung hô ở trong việt nam đó quý vị quan tâm chi cho nó mệt bởi vì chính mình sống ở mỹ mình biết được là khi đi mua xe mình mua xe của hiệu nào và mua loại xe gì đó là tôi chỉ nói về thực tế thị trường của mỹ thôi tôi không nói tới những cái yếu tố mà các bạn đã nêu ra nào là giấy phép của bộ giao thông vận tải rồi nào là hãng bảo hiểm nào bán nhà băng nào tài trợ vân vân những cái đó tôi không nói tới tôi chỉ nói cái thực tế thị trường của nước mỹ thôi và đó là lý do xe của trung quốc không dám xuất cảng qua Hoa Kỳ. Các vị biết lý do tại sao không? Tại vì có nhiều bộ phận ở trong đó ăn cắp thiết kế của Hoa Kỳ. Nếu mà đưa qua đây, những hãng khác họ phát hiện được, họ nộp đơn họ kiện là coi như là tàn mạc luôn. Thì tôi không biết trong những cái bộ phận xe của VinFast có bao nhiêu cái thiết kế ăn cắp từ phía Hoa Kỳ. Lỡ bán qua đây mà đi đưa qua mà mấy cái hãng khác họ biết được đó, họ nộp đơn họ kiện họ bắt bồi thường nữa thì chỉ có nước đội quần luôn thì quý vị đó là tôi nói rất thực tế tôi không căn cứ trên những cái uh, quy tắc của bộ giao thông vận tải hay là quy tắc về bảo hiểm vân vân mà tôi chỉ căn cứ trên cái thị trường này thôi nội để ở mỹ một năm thôi á tốn bao nhiêu tiền mà bán không được xe đó quý vị lỗ sặc máu luôn lỗ sặc máu luôn tiền quảng cáo mà tốn từ 500 triệu cho tới 1 tỷ Mỹ Kim đó là coi như xong rồi. Trong khi máy các hãng khác nó có nhiều cái version xe. Nó đáp ứng cho từng cái thị trường. Từ chiếc xe nhỏ gọn thích hợp cho những khu vực như San Francisco. Cho tới những cái chiếc xe mà SUV chạy cho nó sướng. Hay là những chiếc xe truck. Rồi chưa kể họ còn sản xuất lại những loại xe khác cho các cái ngành nữa. Họ nhờ nhờ nhiều xe nhiều thế hệ xe và nhiều version ra từng năm họ mới bán được họ mới duy trì được cái thị trường còn bây giờ mới có một version hai version không đủ đâu quý vị và sẽ lạng quạng là mất luôn cả vốn lẫn lời ở trong thị trường mỹ luôn đây chính là cái mà tôi phân tích cho quý vị thấy đừng nghĩ rằng thị trường mỹ lớn muốn làm gì thì làm cuối cùng cái thị trường tiêu thụ quyết định người tiêu thụ là người quyết định chứ không phải chính phủ quyết định cá nhân tôi có bao giờ mua vinh phát đâu quý vị cũng vậy rồi quý vị thứ hai là cái uh, túi tiền của mình nữa và cái phân lợi của ngân hàng rồi quý vị giá trị bảo hiểm mỗi tháng tất cả những cái này nó sẽ là cái suy nghĩ của người dân do đó muốn vào thị trường hoa kỳ nó cần một cái bề dày rất lớn ít nhất phải hai chục năm ít nhất từ 10 năm cho tới 20 năm là tối thiểu thì mới chinh phục được thị trường Hoa Kỳ một phần nào thôi. Còn nếu không quý vị, biến mất khỏi thị trường. Và nhiều hãng xe của Âu Châu, nhiều hãng xe của Ấn Độ vào thị trường Mỹ đã biến mất rồi. Không đủ sức nữa. Ok quý vị, đó là cái bài và nói chuyện của tôi liên quan tới câu chuyện mà quý vị <laughs> nhắc nhở ở trong cái chương trình gọi là À, mấy cái chương trình livestream của tôi quý vị có hỏi hoài hoài đó tôi không muốn nhắc tới nhưng mà tôi phân tích cho quý vị thấy một cái bài toán rất là cần nhất là thị trường xe là cái thị trường gọi là một trong những thị trường quan trọng của Hoa Kỳ các hãng xe của Hoa Kỳ họ là những cái hãng xe lưng lẫy trên thế giới mà họ còn phải chật vật cạnh tranh với lại Nhật với lại Đức thì đừng nói tới những cái xe mà cắt ké khác quý vị nha yeah. rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của tnp channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau bye bye